Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Các bạn thân mến, đất nước Việt Nam có hình dạng dài và hẹp từ Bắc vào Nam, dài 1.650 km và chỉ rộng có 48 km tại điểm hẹp nhất từ Đông sang Tây. Có đường bờ biển dài hơn 3.260 km hướng về Tây Nam Thái Bình Dương và có vị trí địa lý tuyệt vời. Việt Nam rộng khoảng 330.000 km², gần tương đương với diện tích gộp lại của Quảng Đông và Giang Tây. Dân số khoảng 98 triệu người, nhỏ hơn một chút so với Quảng Đông là 112 triệu người và mật độ dân số rất cao. Nền kinh tế Việt Nam nói chung tương đối phát triển ở phía Nam và tương đối lạc hậu ở phía Bắc. Sức mạnh kinh tế mạnh mẽ của người miền Nam đã tạo nên thế cân bằng với miền Bắc. Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố mạnh mẽ kinh tế ở phía Nam, vị thế của nó ở Việt Nam tương đương với Thượng Hải của Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước, cảng lớn nhất cả nước và là thành phố đông dân nhất cả nước. Tổng GDP của nó chiếm 22,6% tổng GDP của cả nước. Tổng kinh tế của thành phố Trung Quốc tương đương với Trung Sơn, Quý Dương và Dương Châu của Trung Quốc. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, mức độ xây dựng đô thị của Hà Nội tương đương với các thành phố cấp 3 của Trung Quốc. Hải Phòng là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Đà Nẵng là thành phố công nghiệp và cảng biển quan trọng ở miền Trung Việt Nam. Cần Thơ là thành phố lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm phân phối nông sản và cơ sở công nghiệp nhẹ của vùng Nam đồng bằng sông Cửu Long. Nói chung, Việt Nam có các thành phố cảng là điểm tựa từ Nam chí Bắc. Đây là điều kiện chất lượng cao để phát triển kinh tế định hướng xuất khẩu. Người Việt chủ yếu là dân tộc Kinh, chiếm khoảng 86,2% dân số. Tiếng Việt còn được gọi là Jinshu. Việc Jinshu thuộc ngữ hệ Trung Quốc hay ngữ hệ Nam Á vẫn còn đang được tranh luận. Hiện Việt Nam có khoảng 98 triệu dân là lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế. Do chiến tranh kéo dài, đầu những năm 1980, Việt Nam chỉ có hơn 50 triệu dân, trong đó nam giới rất ít. Trong những năm 1980 và 1990, Việt Nam đã mở ra một giai đoạn bùng nổ trẻ em và dân số nước này tăng trên quy mô lớn. Hiện Việt Nam đang có một lượng lao động trẻ dồi dào, do đó mà cơ cấu dân số của Việt Nam có chất lượng rất cao. Tỷ lệ phân chia nhân khẩu học là một lợi thế rất lớn, quan trọng để Việt Nam phát triển nền kinh tế, hướng vào xuất khẩu và công nghiệp chế biến, chế tạo. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau hơn 10 năm phát triển, mức lương cơ bản ở Việt Nam cũng đang tăng lên. Năm 2018, lương cơ bản ở Việt Nam tăng 6,5%. Bắt đầu từ năm 2016 thì chính phủ Việt Nam đã yêu cầu các công ty phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên của họ và chi phí của công ty đã tăng lên. Tuy nhiên, thì so với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, Việt Nam vẫn có lợi thế nhất định về giá nhân công. Để giảm chi phí cho doanh nghiệp, Việt Nam cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi về thuế. Hiện nay, dân số Việt Nam chủ yếu vẫn tham gia vào các hoạt động nông nghiệp, nhưng tỷ trọng sản xuất công nghiệp đang tăng lên nhanh chóng. Khác với Thái Lan và Myanmar, Việt Nam phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chế tạo, cố gắng xây dựng một đất nước dựa trên công nghiệp. Cách làm này giống với Trung Quốc nhưng khác với hầu hết các nước Đông Nam Á. Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, ASEAN, Nhật Bản và Liên minh châu Âu là 6 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Hoa Kỳ là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam tương đối hợp lý và không phụ thuộc nhiều vào thị trường nhất định nào. Hiện quy mô xuất khẩu của Việt Nam sang 3 thị trường lớn là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc tương đối là cân đối. Có thể thấy qua các loại hình xuất nhập khẩu, Việt Nam chủ yếu phát triển vào các ngành thâm dụng lao động và phát huy hết lợi thế thiên phú về lao động giá rẻ. Tuy nhiên, hoạt động thương mại gia công của Việt Nam vẫn còn tương đối lạc hậu. Do chưa có công nghiệp hỗ trợ trong nước và ngành sản xuất thiết bị còn lạc hậu, nên Việt Nam vẫn cần nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ kiện từ Trung Quốc. Cơ hội thực sự cho Việt Nam thực sự nằm ở chuyển giao công nghiệp lớn giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và thế giới. Mỗi cuộc chuyển giao công nghiệp lớn trên toàn cầu sẽ sinh ra một số quốc gia sản xuất và xuất khẩu ngoại thương quan trọng. Trong những năm 1950 và 1960, Hoa Kỳ đã chuyển giao các công nghiệp truyền thống như thép và dệt may cho Nhật Bản và Đức, thúc đẩy sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của Nhật Bản và Đức. Đồng thời, ngành sản xuất ở Nhật Bản và Đức có cơ hội được phát triển. Trong những năm 1960 và 1970, thì xung đột thương mại giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ ngày càng gia tăng.
các ngành công nghiệp trong nước của Nhật Bản và Đức đã bão hòa và các ngành thâm dụng lao động dần được chuyển hóa sang Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Sau những năm 1980, các nước châu Âu và Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bốn con rồng nhỏ ở châu Á đã chuyển giao các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động và năng lượng cho bốn con hổ châu Á là Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Trung Quốc. Sự phát triển của bốn con hổ ở châu Á đã chấm dứt bởi cuộc hỗn loạn tài chính châu Á năm 1997 và Trung Quốc trở thành nước được hưởng lợi nhất từ sự chuyển giao công nghiệp này và cụm từ Made in China đã đạt được từ đó. Một số học giả Nhật Bản đã tóm tắt sự chuyển giao công nghiệp nói trên là mô hình ngỗng bay dựa trên lý thuyết về mô hình phát triển của ngành công nghiệp ngỗng hoang do nhà kinh tế Nhật Bản Atamaka đề xuất. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế công nghiệp Đông Á chuyển sang Nhật Bản với tư cách là con ngỗng đầu đàn. Sau đó thì lần lượt đến bốn con rồng nhỏ châu Á và sau đó chuyển giao các ngành công nghiệp trưởng thành cho bốn con hổ châu Á và Trung Quốc đại lục. Cuộc chuyển giao công nghiệp vĩ đại trong những thập kỷ gần đây phác thảo bức tranh về cuộc di cư của ngỗng với Nhật Bản là loài ngỗng hàng đầu. Ngày nay thì bức tranh về sự di cư của loài ngỗng này tiếp tục được mở rộng và ngành công nghiệp này đang dần chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trong những năm 1970 và 1980, ngành công nghiệp điện tử và ô tô của Nhật Bản trỗi dậy và Hoa Kỳ phát động chiến tranh thương mại chống lại hai ngành công nghiệp lớn của Nhật Bản. Hàn Quốc và Đài Loan đã nắm bắt cơ hội di cư công nghiệp này. Hàn Quốc đã thiết lập lợi thế cạnh tranh toàn cầu trong ngành công nghiệp điện tử và ô tô, còn Đài Loan có lợi thế rõ ràng trong lĩnh vực điện tử và đúc bán dẫn. Hãy lấy chất bán dẫn làm ví dụ. Trong những năm 1980, để kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Nhật Bản, Hoa Kỳ đã bắt đầu hỗ trợ sản xuất chất bán dẫn ở Hàn Quốc và Đài Loan. Ngay từ những năm 1960, các nhà sản xuất nước ngoài đã thành lập các nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở Hàn Quốc, sử dụng lao động địa phương giá rẻ để lắp ráp các bộ phận đơn giản. Tuy nhiên, thì sự phát triển thực sự của chất bán dẫn Hàn Quốc là vào những năm 1980. Trong những rạn nứt trong xích mích thương mại giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, thì Hàn Quốc đã sử dụng mô hình Japan để nắm bắt cơ hội chuyển giao công nghiệp và thay thế thương mại lịch sử này. Bốn tập đoàn lớn của Hàn Quốc là Samsung, LG, Hyundai và Daewoo đã tích cực tiếp thu và bất chấp công nghệ của Nhật Bản và Mỹ, đồng thời tăng cường đầu tư vào thiết bị và nhân tài, nhờ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh về công nghệ. Ngày nay, Hàn Quốc chiếm 22% thị phần bán dẫn toàn cầu, chỉ đứng sau Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia sản xuất chất bán dẫn lớn. Samsung đã vượt qua Intel để trở thành công ty bán dẫn lớn nhất thế giới. Mô hình chủ trương của Đài Loan khác với mô hình của Hàn Quốc do không có sự hỗ trợ vốn từ các Japan lớn. Việc chuyển giao ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan về cơ bản đã được hoàn thành bởi thị trường và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với sự hỗ trợ của khu công nghiệp Tân Trúc của Đài Loan, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan đã tận dụng nguồn lao động giá rẻ để bắt đầu từ xưởng đúc và dần dần phát triển thành vương quốc đúc bán dẫn toàn cầu, chiếm 76% thị trường đúc bán dẫn toàn cầu. Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan đã trở thành nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới. Vậy Việt Nam có thể trở thành Hàn Quốc hay Đài Loan tiếp theo hay không? Từ góc độ chuyển giao công nghiệp, Việt Nam đang có những cơ hội như vậy. Mối quan hệ đặc biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ kéo dài trong nhiều năm, thậm chí hơn 10 đến 20 năm và đây là cơ hội phát triển tuyệt vời cho Việt Nam. Trò chơi thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ thúc đẩy việc tổ chức lại chuỗi công nghiệp toàn cầu và di cư công nghiệp. So với Thái Lan, Indonesia, Philippines hay Malaysia, thì Việt Nam có nhiều lợi thế hơn trong lĩnh vực công nghiệp. Hiện tại thì Việt Nam có lợi thế rõ ràng về giá nhân công. Samsung đã triển khai rất nhiều nhà máy tại Việt Nam và di rời các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Bên cạnh đó, còn rất nhiều công ty nước ngoài khác cũng đã đầu tư vào Việt Nam. Ngoài Samsung và ngành công nghiệp điện tử thì dệt may, giày dép, mũ nón cũng là những ngành hàng đầu made in Việt Nam. Chậu vàng đầu tiên trong nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam là từ xuất khẩu dệt may. Việt Nam có thể đạt được tầm cao như thế nào trong quá trình chuyển giao công nghiệp này và tầm nhìn chiến lược trở thành một nước phát triển phụ thuộc chủ yếu vào các khía cạnh sau. Đầu tiên là liệu Việt Nam có áp dụng một thái độ cởi mở hơn và chiến lược ngoại giao đầy hứa hẹn để chào đón chuyển giao công nghiệp hay không.
Từ quan điểm hiện tại thì chính phủ Việt Nam mong muốn mở cửa với thế giới bên ngoài. Họ đã quan hệ tốt với Hoa Kỳ, nắm bắt cơ hội lịch sử của hội nghị vàng và chứng tỏ cho thế giới thấy thái độ và sự tin tưởng của Việt Nam đối với mở cửa. Ngoài ra thì hàng loạt hiệp định thương mại tự do như CPTPP hay EVFTA, hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU cũng đã thúc đẩy mở cửa nền kinh tế Việt Nam, đồng thời thu hút nhiều vốn nước ngoài vào Việt Nam. Thứ hai là liệu Việt Nam có biến lợi thế giá nhân công thành mạng lưới công nghiệp và các lợi thế hỗ trợ hay không? Lợi thế về giá nhân công chỉ là nền tảng, lợi thế thực sự của một nước sản xuất lớn là mạng lưới công nghiệp và cơ sở vật chất hỗ trợ. Trung Quốc gần như đã thiết lập một mạng lưới chuỗi công nghiệp đầy đủ trong ngành sản xuất. Đây là một lợi thế cạnh tranh hiếm có trên thế giới. Nhưng giống như Hàn Quốc hay Đài Loan, Việt Nam có thể chọn một số ngành công nghiệp hàng đầu như điện tử, ô tô và dệt may để thiết lập mạng lưới công nghiệp và các cơ sở hỗ trợ. Hiện nay, tổng thể cơ sở vật chất công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn tương đối lạc hậu. Một số thiết bị bộ phận của ngành phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Chỉ khi thiết lập mạng lưới cơ sở hạ tầng từ nguyên liệu phụ tùng, linh kiện, máy móc, thiết bị đầu nguồn đến các cảng, đường sắt, sân bay, cao tốc, viễn thông, điện lực thì Việt Nam mới thực sự tạo dựng được lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Thứ ba là liệu Việt Nam có thể tiếp tục đẩy mạnh cải cách và duy trì các chính sách tiền tệ, tài khóa và ngoại hối hợp lý hay không? Không dễ để một quốc gia giữa các chính sách kinh tế không thiên vị trong nhiều thập kỷ. Đối với những quốc gia như Việt Nam thì các chính sách của chính phủ đóng vai trò quan trọng. Việt Nam đang phát triển nền kinh tế hướng về xuất khẩu, trong đó chính sách ngoại hối là vô cùng quan trọng. Hiện tại, Việt Nam áp dụng tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát và tỷ giá hối đoái được cố định với đồng đô la Mỹ. Tương lai, đồng Việt Nam chắc chắn sẽ tăng giá và sẽ làm tăng giá hàng xuất khẩu của đất nước. Và ở một mức độ nào đó thì sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của hàng sản xuất trong nước xuất khẩu. Nếu cải cách tỷ giá hối đoái có thể chuyển đổi suôn sẻ, thì ngành sản xuất Việt Nam có thể có được thời gian đệm. Ngoài ra, về quy mô, hiện dự trữ ngoại hối của Việt Nam không quá cao, nhưng nó có khả năng chịu rủi ro ngoại hối nhất định. Khi khả năng hiếm được ngoại hối thông qua xuất khẩu tăng lên, thì rủi ro nợ nước ngoài và rủi ro tiền tệ của Việt Nam sẽ giảm xuống. Đánh giá từ kinh nghiệm phát triển của các nước mới nổi, thì Việt Nam cần tránh những rủi ro khi mở rộng tài khóa và mở rộng tiền tệ. Về xây dựng cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp quy mô lớn của Việt Nam đòi hỏi rất nhiều vốn và việc mở rộng tài khóa có thể dễ dàng đẩy nợ chính phủ lên. Ngoài ra, rủi ro lớn nhất của nền kinh tế hướng về xuất khẩu là những cú sốc tài chính quốc tế, nên Việt Nam cần một chút may mắn. Sau Thế chiến thứ hai, chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan nhận được vé vào cửa các nền kinh tế phát triển. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết rất chi tiết về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam. Video của tin mới xin dừng ở đây. Hãy nêu cảm nhận của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.